Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến tông du Cuba và Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 9, vào lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Sau đó, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các gia đình tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Santiago. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và dân chúng toàn thành phố Santiago. Chào chị Phương Thảo. Chào Linh Trinh. Xin chị vui lòng cho biết sơ bộ về những nhắn nhủ của Đức Thánh Cha khi Ngài ban phép lành cho dân chúng toàn thành phố Santiago ạ. Cảm ơn Linh Trinh. Thưa quý vị và anh chị em, cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Santiago đã tháp tùng Đức Thánh Cha đi xuống gian giữa nhà thờ chính tòa. Ngài ra ngoài quảng trường nhỏ đối diện với công viên Sependis để chào và ban phép lành cho hàng ngàn tín hữu tham dự buổi gặp gỡ từ bên ngoài. Đức Thánh Cha nói, tôi xin chào anh chị em và xin cảm ơn anh chị em về sự tiếp đón nồng nhiệt. Người dân Cuba thật dễ thương, tốt lành và họ làm cho bạn cảm thấy như ở nhà vậy. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và tôi muốn nói lên một lời hy vọng. Một lời hy vọng mà có lẽ sẽ làm cho chúng ta phải suy nghĩ, nhìn về quá khứ, ký ức, nhớ tới những người đã làm cho chúng ta vào đời và đặc biệt là các ông bà. Xin chào các ông bà, chúng ta đừng quên các ông bà. Các ông bà là ký ức sống động của chúng ta. Nhìn về tương lai, các em và người trẻ là sức mạnh của dân tộc. Một dân tộc săn sóc các ông bà, trẻ em và giới trẻ của mình thì có chiến thắng được bảo đảm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin hãy để tôi ban phép lành cho anh chị em, nhưng với một điều kiện. Anh chị em phải trả cái gì nhé? Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Đó là điều kiện. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Xin tạm biệt và cảm ơn anh chị em. Lúc 12 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Antonio Maceo của Santiago, nơi diễn ra lễ nghi từ biệt Cuba. Xin chị Phương Thảo vui lòng cho biết gồm có những giới chức nào tham gia nghi lễ tiễn biệt ạ? Dạ thưa, hiện diện trong nghi lễ tiễn biệt có các giám mục Cuba, Tổng thống Raúl Castro, một số giới chức dân sự và một nhóm tín hữu. Đức Thánh Cha đã đàm đạo với Tổng thống Raúl Castro vài phút trong vòng khánh tiết danh dự của phi trường trước khi diễn ra nghi thức tiễn biệt. Chị Phương Thảo có thể cho biết thêm chi tiết của nghi thức tiễn biệt trước khi máy bay cất cánh không ạ? Dạ thưa, nghi lễ tiễn biệt diễn ra rất long trọng với ban nhạc cử hành quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Cuba. Đức Thánh Cha bắt tay chào từ biệt Tổng thống và mọi người trước khi lấy với tay lấy cặp đen của Ngài bước tới máy bay. Tổng thống Raúl Castro đã theo Đức Thánh Cha tới chân thang máy bay và bắt tay từ biệt Ngài lần nữa. Chiếc A330 của hãng hàng không Alitalia đã cất cánh rời phi trường quốc tế Santiago lúc 12:30 để trực chỉ thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, cách đó 2.103 cây số. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.